Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai là Triệu Phú. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người chơi tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, bạn Bùi Minh Đức đến từ Hà Nội. Chào em. Chào anh ạ. Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Ai là Triệu Phú. Mình là Bùi Minh Đức và mình đến từ Hà Nội ạ. Vâng. Chào rất là lưu loát. Và phần này tập có lâu không? Hay là bạn vốn quen như vậy rồi? Em nghĩ là em vốn quen như vậy. Và tôi thấy trong bản đăng ký đây là một người ít nói và thích quan sát nhiều hơn, nhưng mà tôi thấy bạn ngay phần chào này đã thấy là rất hoạt ngôn rồi. Có lẽ tại vì đây không phải lần đầu tiên em tham gia một chương trình game show của VTV3. Vâng. Nên là em đã quen với những phần chào hỏi như vậy. À thế ạ. Lần trước là bạn chơi chương trình gì? Em từng tham gia Việt Nam của tôi cách đây 8 năm. Khi 8 em còn là sinh viên ạ. Tức là mình đã lưu loát từ thời đấy, xong mình lưu loát đến tận bây giờ luôn. Em nghĩ là có thể là như vậy. Vâng. Chúng ta sẽ trò chuyện với nhau nhiều hơn khi trên ghế nóng. Mời bạn lên ghế nóng. Cảm ơn anh ạ. Vâng. Từng dịch đến 6 quyển sách. Dạ vâng. Em dịch từ ngôn ngữ nào ra ngôn ngữ nào? Em dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt ạ. Từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Dạ vâng. Vâng. Và là cái khó nhất của môn dịch sách này là gì? Em nghĩ cái khó nhất với em thì chắc là tại vì em không qua chuyên môn đào tạo, là một người học về biên phiên dịch. Khi ở trường đại học thì em học về quản trị kinh doanh và du lịch, và dù chương trình học của em bằng tiếng Anh, nhưng mà vì mình không có kiến thức nền về vấn đề biên phiên dịch nên là đôi khi mình sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên cái điểm mạnh của mình là mình có khả năng về ngôn ngữ, vì em rất thích học văn và viết lách, nên là nó sẽ cũng là một thứ thuận lợi cho em. Lúc nãy bạn đã ngồi xem tôi và người chơi trước bạn cùng tham gia chương trình Ai là Triệu Phú rồi, bạn có quan sát được điều gì không? Em nghĩ là các câu hỏi là không quá khó. Ừ. Tuy nhiên thì vấn đề là nó trải quá rộng. Nên cái việc là mình cần có một cái kiến thức phong nền rất là rộng với một chương trình như Ai là Triệu Phú là điều rất là quan trọng. Em nghĩ là mình đã đủ để ngồi trên ghế này để tự tin chưa? Lý do em hơi căng thẳng hôm nay là vì em chưa có đủ kiến thức. Nên là em nghĩ là chưa thực sự quá tự tin với việc ngồi ở đây hôm nay. À, thế thì em cứ bình tĩnh. Tại vì là ngoài em ra thì em còn rất nhiều sự hỗ trợ nữa. Nên là em cũng có thể yên tâm. Hôm nay em đến chơi với chương trình cùng với ai? Em đến chơi với một người bạn đồng nghiệp tên là Nguyễn Vũ Hải ạ. Xin chào bạn Nguyễn Vũ Hải ạ. Dạ em chào anh ạ. Vâng, bạn Hải đang công tác ở trong lĩnh vực gì ạ? Em là đồng nghiệp với Đức. Em làm ở viện nghiên cứu xã hội kinh tế và môi trường ạ. Vâng. Nhưng mà Đức thì làm ở bên mảng truyền thông, còn em làm bên chương trình dân tộc thiểu số. Đấy cũng là một phần kiến thức khá là hữu hiệu nếu như chúng ta thấy có câu nào phù hợp. Dạ vâng ạ. Đức có thể lưu ý việc đấy. Dạ vâng ạ. Cảm ơn Hải rất nhiều. Dạ vâng. Vâng. Anh sẽ thông qua với em một lượt chơi của chương trình. Dạ vâng ạ. Chúng ta có tất cả 15 câu hỏi và trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và 15. Đây là 3 mốc mà chương trình luôn mong muốn em vượt qua. Trong đó thì em đã chọn mốc 10 là mốc tối thiểu, còn mốc 15 là mốc tối đa. Em sẽ có 3 quyền trợ giúp, đó là 50-50, gọi điện thoại cho người thân, hỏi ý kiến bạn Hải trên khán đài. Và từ câu số 6 trở đi em sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Ngày hôm nay chúng ta có sự trợ giúp của hai nhà thông thái là Phó Giáo sư Tiến sĩ Tâm lý học Trần Thành Nam và Siêu trí tuệ Việt Nam Hà Việt Hoàng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào hai anh em ạ. Vâng, xin chào chúng quay. Chào xin chào hai anh ạ. Vâng, chào anh Đức. Dạ. Tôi thì cũng rất là ngưỡng mộ những dịch giả đấy. Tại vì tôi nghĩ rằng họ phải là một cái nhà văn hóa, họ cũng phải là một cái nhà ngôn ngữ, và họ còn phải là một cái nhà tâm lý giống như tôi nữa. Tại vì họ sẽ cần phải truyền tải những cái ngôn ngữ từ một cái cách thức tư duy của người khác sang một cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ. Mà cá nhân tôi thì tôi cảm thấy là sách ngoại văn mà tôi đọc nhiều ấy, có những bản dịch tôi cảm thấy cực kỳ thích và có những cái bản dịch thì tôi không thích lắm. Yeah. Cái chuyện này ấy là phải để vào cái tay dịch giả sẽ truyền tải ngôn ngữ như thế nào thì tự nhiên có thể là cái người đọc tiếp nhận ấy hoàn toàn khác. Hy vọng là với những cái điều đó sẽ là làm cho anh có thể là thành công ở trong chương trình Ai là Triệu Phú ngày hôm nay với các câu hỏi. Vâng. Em thì em đồng ý với lại thầy Nam ở chỗ là những người mà dịch sách thì đương nhiên họ phải có kiến thức rất là rộng. Còn vâng. Ngoài ra thì anh cứ giữ một tâm lý thật là thoải mái, vì ở đây luôn luôn có hai nhà thông thái sẵn sàng đồng hành với anh. Vâng. Rất cảm ơn hai người ạ. Cảm ơn hai nhà thông thái ạ. Tất cả mọi thứ sẵn sàng rồi, em đã sẵn sàng đến với cuộc chơi chưa? Em sẵn sàng rồi ạ. Vâng ạ. Thưa quý vị, khi người chơi của chúng ta đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là Triệu Phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Đâu là tên một loại cửa sấm, chớp, báo, mưa? Xin mời bạn. Cửa chớp ạ. Cửa chớp. Vâng ạ. Hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 2. Thiết bị lưu trữ thông tin quan trọng về dữ liệu của chuyến bay được gọi là gì?
hộp nhựa, hộp giấy, hộp vàng hay là hộp đen? Xin mời bạn. Hộp đen ạ. Hộp đen, phương án D, hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 3. Loài động vật nào sau đây có thể thay đổi màu sắc cơ thể theo môi trường xung quanh? Tắc kè hoa, rắn, cóc hay là cá sấu? Mời bạn. Tắc kè hoa. Tắc kè hoa. Vâng, hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 4. Thành ngữ nào có nghĩa là không hề thay đổi, không hề lay chuyển? Khôn nhà dại chợ, mặt hoa da phấn, bất di bất dịch hay là xuôi trèo mát mái? Bất di bất dịch ạ. Bất di bất dịch, chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Rất nhanh, chúng ta đến với câu số 5. Xin mời câu hỏi số 5. Loại đậu nào được dùng để làm nhân của món bánh cốm truyền thống? Đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen hay là đậu Hà Lan? Đậu xanh ạ. Đậu xanh, phương án B. Xin chúc mừng bạn. Năm câu đầu tiên có vẻ không khó lắm nhưng mà anh nhìn em có vẻ khá căng thẳng. Em ngồi vươn người về phía trước. Anh thích phong cách thi đấu đấy. Và đây là cách mà có thể sẽ giúp em đi tiến xa trong chương trình này. Như vậy là em đã vượt qua câu số 5, một mốc quan trọng của chương trình. Phần thưởng hiện tại của em đang là 2 triệu đồng. Và nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Kể từ câu số 6, em sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Và cũng từ lúc này các nhà thông thái sẽ ngừng kết nối với trường quay. Họ sẽ quay trở lại khi em có tín hiệu cần nhờ đến. Em còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Em sẵn sàng với câu số 6 chưa? Em sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 6. Cung đường rượu vang, vùng An Sát là hành trình thú vị mà du khách nên trải nghiệm khi đến thăm đất nước nào? Mỹ, Chile, Ý hay là Pháp? Xin mời em. Thật ra cả 4 nước này đều nổi tiếng với rượu vang. Nên là đây em không muốn liều ở câu số 6. Nên em sẽ sử dụng quyền trợ giúp tổ tư vấn tại chỗ. Là chuyên gia, nhà thông thái. Các nhà thông thái. Dạ vâng. Vâng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với các nhà thông thái ạ. Xin chào các anh. Vâng, gặp lại nhau hơi sớm một chút nhưng mà vì người chơi của chúng tôi đang gặp khó khăn nên muốn hai anh hỗ trợ, hai anh sẵn sàng chưa ạ? Vâng, sẵn sàng. Vâng ạ, người chơi và các nhà thông thái sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Cung đường rượu vang vùng Ansas là hành trình thú vị mà du khách nên trải nghiệm khi đến thăm đất nước nào? A. Mỹ, B. Chile, C. Ý, D. Pháp. Ansas tức là A-L-S-A-C-E. Ok, như kiểu là quốc gia về rượu vang là Chile với ở Pháp nhưng mà cái tên này thực ra có thì vẻ là Pháp. Vâng, có một cái văn bản mà em nghĩ là anh đã từng nghe, đấy là văn bản buổi học cuối cùng ấy. Nó có hai vùng là Ansas và Lorraine của Pháp ấy. Thì cái địa danh này chính là Ansas của Pháp ấy ạ. Như vậy là D. Cảm ơn hai anh ạ. Kinh không? Toàn những đầu óc siêu phàm cả. Không biết tôi nghĩ là trong đầu anh Hoàng có bao nhiêu terabyte dữ liệu. Em nghĩ là em đã chọn sự trợ giúp của các nhà thông thái thì em sẽ nghe thôi. Vâng. Tại vì dù sao thì câu hỏi khó thì em cũng không thể tự đưa ra quyết định được. Nên em sẽ chọn đáp án D là Pháp. Vâng. Rất rõ ràng. Tức là bạn đã tin cậy là bạn sẽ nghe theo luôn. Vâng. Phương án D, Pháp. Vâng. Cung đường này có từ năm 1953, dài 170 km, chạy dọc từ Bắc xuống Nam và đi qua các cánh đồng nho xanh mướt mút ngàn của các vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng. Và đó chính là cung đường rượu vang vùng An Sát và thuộc về Pháp. Phương án D là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Vâng. Như vậy là bạn đã vượt qua câu hỏi số 6, phần thưởng hiện tại bây giờ đang là 3 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 7, phần thưởng sẽ tăng lên là 6 triệu đồng. Bạn còn 3 quyền trợ giúp nữa. Bạn sẵn sàng với câu số 7 chưa? Em sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 7. Màu sắc nào sau đây không xuất hiện trên lá cờ Olympic? Xanh lam, đen, da cam hay là trắng? Xin mời bạn. Có màu trắng và có màu đen.
có màu trắng, có màu đen. Em nhớ là có màu xanh lam, có màu xanh dương và có thêm màu vàng nữa thì phải. Em chọn đáp án C là da cam ạ. Đáp án C, da cam là màu sắc không có, không xuất hiện trên lá cờ Olympic. Em đã loại trừ rất nhanh là em thấy có màu xanh, em có màu đen, có màu trắng. Thì đương nhiên rồi, có 4 phương án, em loại trừ đi 3 rồi thì chỉ còn một phương án C là da cam. Và C, da cam là phương án chính xác. Xin chúc mừng em. Có 5 vòng tròn, xanh lam, vàng, đen, xanh lục, đỏ và trên nền trắng. À, đỏ. Chứ nếu như mà nó lại một cái vòng trắng nữa thì nó lại trên nền cờ trắng thì nó không có. Nhưng thực ra anh nghĩ cái câu đấy sẽ rất nhiều người lầm tưởng rằng là vì có một cái nền cờ màu trắng thì sẽ không thể nào có màu của một cái vòng là màu trắng được. Nhưng họ quên mất là lá cờ nó bao gồm cả cái nền cờ ấy nữa là màu trắng. Vâng. Chúc mừng em với phần suy luận ra màu da cam không phải là trên lá cờ Olympic, chuẩn xác. Như vậy là người chơi của chúng ta đã vượt qua câu số 7. Phần thưởng hiện nay đang là 6 triệu đồng. Và nếu vượt qua câu số 8, phần thưởng sẽ tăng lên là 10 triệu đồng. Bạn vẫn còn 3 quyền trợ giúp nữa. Bạn sẵn sàng đến với câu số 8 chưa? Em sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 8. Cây đàn truyền thống của nước Nga, Balalaika, có thân đàn là hình gì? Hình tam giác, hình giọt nước, hình chữ nhật hay là hình tròn? Em đang phân vân giữa hình giọt nước và hình tam giác. Vì thực ra là em có mường tượng cái đàn này. Nó khá là thon như thế này. Em chọn quyền trợ giúp 50-50 ạ. 50-50, vâng. Bạn phân vân giữa hai phương án và không ngần ngại, bạn chọn luôn 50-50. Xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác. Vâng. Theo định mệnh của em rồi ạ. Chúng tôi rất hồi hộp khi mà máy tính chọn random vì nó sẽ chạy giữa ba phương án không chính xác. Sau đó nó dừng lại một phương án được gọi là safe, còn lại hai phương án còn lại sẽ được thổi bay đi. Và lần này nó đã dừng lại ở một phương án nào đấy mà nằm trong hai phương án mà bạn đang phân vân nhất. Hình tam giác hay hình giọt nước? Em còn gửi lại cho người thân và bạn cùng chơi đúng không? Hỏi ý kiến Hải chẳng hạn, biết đâu Hải lại biết môn này. Ok ạ, em sẽ hỏi ý kiến của bạn cùng chơi với em hôm nay ạ. Vâng, xin mời Hải. Rồi, em đã lỡ mất một quyền trợ giúp và em nghĩ là nó trong hai đáp án này. Anh có biết về đàn balalaika không ạ? Cụ thể thì anh không biết. Lúc đầu thì anh cũng có phân vân giống Đức nhưng mà anh nghĩ hình tam giác ạ. Anh nghĩ là hình tam giác ạ. Em có nên sử dụng quyền trận rút cuối cùng không nhỉ? Anh nghĩ là... Tại sao lại có thể gọi là hào phóng đến như vậy? Anh nghĩ là không cần đâu. Em đã sử dụng đến hai quyền trợ giúp cho một câu hỏi. Ok ạ, em chọn đáp án. Em sẽ nghe đâu người bạn đồng hành của mình là em chọn đáp án A là hình tam giác. A, à, hình tam giác. Vâng. Bạn nghĩ rằng hình giọt nước có tính biểu tượng hơn vì có thể là giọt nước, giọt máu hoặc là một giọt lệ nào đấy, nghe nó có vẻ lãng mạn. Nó cũng na ná như là hình thân của một cây đàn nào đấy bạn đã nhìn. Đáp án chính xác của câu hỏi này sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Chúng tôi đang gặp một câu hỏi liên quan đến vấn đề nhạc cụ và anh đã dùng đến hai quyền trợ giúp và chốt lại ở phương án A, hình tam giác. Và đáp án A là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn Hải. Vâng, cảm ơn Hải. Nếu anh gặp vào câu hỏi này anh sẽ trả lời được vì nhà anh có một cây đàn balalaika. Nó tiếc nhỉ, em lại không có cái đàn balalaika nào. Nó có hai dây bằng nhau và nó có một cái mặt đàn hình tam giác, phía sau thì nó hơi bầu bầu. Còn có thể em nghĩ đến hình giọt nước là có thể em nhớ đến cây mandolin. À vâng, có thể cái mandolin thì nó có hình hơi giọt nước một chút.
và thêm có thêm mấy cây nữa, kể cả như tì bà của mình cũng hơi hình giọt nước này. Vâng. Hay mấy cây đàn như kiểu sitar của Ấn Độ nó cũng có một cái bầu ở đây, nó cũng hơi hình giọt nước. Nhưng đáp án chính xác của câu này là hình tam giác. Đấy, thêm một kiến thức cho em. Như vậy là người chơi của chúng ta đã vượt qua câu số 8, phần thưởng hiện tại của anh ấy đang là 10 triệu đồng. Và nếu vượt qua câu số 9, phần thưởng sẽ tăng lên là 14 triệu đồng. Và bạn chỉ còn một quyền trợ giúp thôi, một quyền trợ giúp rất hiệu quả nếu bạn biết sử dụng, đó là gọi điện thoại cho người thân. Bạn sẵn sàng với câu số 9 chưa? Sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 9. Ai là người đầu tiên dịch tác phẩm Những Người Khốn Khổ của văn hào Pháp Victor Hugo sang tiếng Việt? Vũ Ngọc Phan, Nguyễn Văn Vĩnh, Hoàng Ngọc Phách hay là Ngô Tất Tố? Mời em. Thường thì khi mà mình những lĩnh vực mà mình nghĩ là mình tự tin thì mình sẽ không trả lời được. Em là một người đã dịch sách, em đã dịch được 6 quyển sách rồi, được in 4 quyển rồi. Em mào đầu như vậy vì em biết là em không có đáp án cho câu trả lời này, câu hỏi này. À. Thật ra trước khi đi thi thì em cũng đã có ôn một số các câu hỏi về ngữ văn. Nhưng mà chắc chắn câu này không phải là câu trong... không nằm trong tủ. Không trong tủ của lệch em. Lệch tủ, rồi. Em nghĩ là em sẽ sử dụng quyền trợ giúp cuối cùng là gọi điện thoại cho người thân. Gọi điện thoại cho người thân. Dạ. Em sẽ gọi cho ai? Em gọi cho bạn em là Lê Viết Hoàng Duy ạ. Lê Viết Hoàng Duy. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với bạn Duy ạ. Alo. Xin chào bạn Duy ạ. Em chào anh Dũng ạ. Em chào chương trình ạ. Vâng. Bạn Duy nghe rõ tôi nói chưa? Duy nghe rõ không ạ? Em nghe rõ rồi ạ. Vâng. Bạn nghe rõ rồi đúng không ạ? Bạn nhận ra tôi thì bạn cũng chào luôn là chào chương trình, thì chắc là bạn cũng biết tình hình thế nào rồi. Bạn Đức đang gặp một chút khó khăn và muốn nhờ sự trợ giúp của bạn Duy. Bạn Duy sẵn sàng chưa? Vâng, em sẵn sàng ạ. Vâng ạ, hai bạn sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Ai là người đầu tiên dịch tác phẩm Những Người Khốn Khổ của văn hào Pháp Victor Hugo sang tiếng Việt? A. Vũ Ngọc Phan, B. Nguyễn Văn Vĩnh, C. Hoàng Ngọc Phách, D. Ngô Tất Tố. Em không nghĩ là Ngô Tất Tố hay Hoàng Ngọc Phách, mà em đang phân vân giữa A và B là Vũ Ngọc Phan và Nguyễn Văn Vĩnh. Anh nghĩ là ai sẽ là người dịch đầu tiên của Những Người Khốn Khổ? Còn 10 giây. Khả năng cao là Vũ Ngọc Phan. 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Một sự im lặng kéo dài. Tiếc quá nhỉ? Em rất tiếc là vì mục tiêu của em là ít nhất là câu số 10, nhưng mà đây mới là câu số 8. Ừ. Và em đã hết tất cả các quyền trợ giúp. Ừ. Thì có lẽ là rất khó để em có thể đi xa hơn với chương trình. Em không định liều đúng không? Em không phải là người thích liều. Em nghĩ em sẽ dừng cuộc chơi tại đây ạ. Em sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Em sẽ dừng cuộc chơi tại đây ạ. Vâng, thưa quý vị, như vậy là người chơi của chúng ta quyết định là sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Và nếu được chọn một phương án, em sẽ chọn phương án nào? Em sẽ chọn Nguyễn Văn Vĩnh. Tại sao em lại chọn Nguyễn Văn Vĩnh? Thực ra thì em sẽ loại trừ Hoàng Ngọc Phách và Ngô Tất Tố. Phương án B là phương án chính xác. Nguyễn không Văn sao Vĩnh ạ. Vâng. Tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của văn hào Pháp Victor Hugo lần đầu tiên được học giả Nguyễn Văn Vĩnh dịch sang tiếng Việt và nhà xuất bản Trung Bắc Tân Văn ở Hà Nội in thành sách năm 1926 với tựa đề Những Kẻ Khốn Nạn. Chứ không phải là Những Người Khốn Khổ như là bây giờ mình đang đọc. Thưa quý vị, dẫn chương trình Ai Là Trợ Phú dễ hay khó? Khó mỗi một đoạn, đó là khó phần chào đầu. Tên tôi là Tào Đức Hiệp. Tôi là Nguyễn Anh Thắng. Và ra cái là khoanh tay luôn như này là thế nào ạ? Kiền đồng pháo vẫn vươn lên trời cao. Bạn bảo sẽ có bất ngờ cho tôi. Tức là cô ấy nấu ăn thì tôi phải rửa bát. Chính xác chưa? Sự trợ giúp có vẻ có hiệu quả. Em sẽ chọn một sự trợ giúp. Bắt đầu. Phương án C. B. Em chọn đáp án C. Đã tin rồi thì lại sao phải tin. Tự nhiên em lại phân vân giữa hai phương án nữa. Phương án C. Em khuyên anh dừng cuộc chơi ở đây. Có chính xác không? 95%. Các chú cứ bàn còn anh quyết. Em không tiếc vì một câu trả lời sai khi mà em đã có quyết định là em không biết chắc chắn. Ừ. Em chỉ tiếc là vì mình đã có những cái mục tiêu hơi cao.
và khi mình không đạt được mục tiêu đó thì mình sẽ hơi thất vọng về bản thân một chút thôi. Em là một người cầu toàn đúng không? Em là một người cầu toàn. Em đã đến câu số 9, em gặp Vân Vân và em quyết định là dừng lại. Thì anh nghĩ chính cái quyết định dừng lại của em cũng là một quyết định rất cầu toàn. Dạ vâng ạ. Em không có liều. Vâng, nên là em đang đảm bảo rất đúng tính cách của mình. Và 10 triệu đồng cũng là một phần thưởng đủ lớn. Xin chúc mừng em. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng. Rồi. Thưa quý vị, như vậy là tín hiệu báo hết giờ của chương trình cũng vừa vang lên, đồng nghĩa là chương trình ngày hôm nay sẽ dừng lại tại đây. Chúng tôi xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mùa đại dịch Covid-19. Xin cảm ơn Đức đã đến với chương trình và xin chúc mừng em với phần thưởng 10 triệu đồng. Còn với quý vị khán giả bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.